tự tin và chững chạc. Đó là những ấn tượng đầu tiên mà cậu bé này mang lại. Nhìn bộ trang phục rất bắt mắt này, các bạn có đoán ra được tiết mục của bé hay không? Lúc mà Michael qua đời thì con thấy Michael trên TV. Con thấy hay quá nên con mua đĩa về con tập. Con thần tượng Michael Jackson và những sao Việt. Sau này lớn lên, mơ của con là muốn làm diễn viên. Tự tin không? Bao nhiêu phần trăm? 90%. Tại sao? 100 mình chơi luôn. Con xin chào chú Thành Lộc, cô Thúy Hạnh và chú Tấn. Và các cô chú có... Các cô chú và anh chị có trông thế nào? Con tên là Nguyễn Đặng Đăng Khoa. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ quê con ở Cà Mau. Con lên đây được 1 năm. Bây giờ Đăng Khoa sẽ tham gia phần thi gì? Dạ, con tham gia phần thi nhảy. Nhảy, rồi xin mời Đăng Khoa. Bad.
front. Good. Let's dance. Con mệt thì con cứ uống. Khi mà cháu bước ra, cô nghĩ trong đầu là trời ơi, lại Michael Jackson nữa hả? Nhưng mà khi cháu bắt đầu nhảy từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng, không những cô mà tất cả mọi người trong khán phòng này đều không thể nào dừng lại được. Và mọi người đều chăm chú xem cháu diễn. Và cháu diễn như một người đàn ông thực sự. Phải nói là như một vũ công thật sự chứ. Cái mặt của cháu rất là có duyên. Khi mà cháu nhép vào cái lời thoại của Michael Jackson đó, thì chú lại cứ tưởng đâu là đó là cái giọng của cháu. À, cho nên nhiều khi chú nói trời nhỏ mới lớn sao giọng già dữ vậy. Chú nghĩ là Michael Jackson nhảy cũng chỉ đến thế thôi. À. Nếu chú có cái mũ ở đây, chú sẽ ngả nó ra. Vâng. Trước phần trình diễn của cháu. Chúng ta sẽ cùng biểu quyết. Một. Khoan. Tôi muốn anh Huy Tuấn nói là phải làm. Chú ngả mũ trước phần trình diễn của cháu. Wow. Và cô chú sẽ có một quyết định ngay cho cháu. 1, 2, 3. Đồng ý. Lấy cái áo đi thôi cháu, cái chai nước để lại chú.